Cô chào các em. Hôm nay đã là tuần thứ tư của học kỳ 1 rồi. Nhanh quá phải không nào? Cô trò chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Hôm nay các em sẽ tìm hiểu chương 2, các nước Á, Phi, Mỹ, Latin từ năm 1945 đến nay. Bài 3 của chương này là quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc chia làm 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ 20. Giai đoạn 2 là từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Và giai đoạn 3 là giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20. Ở mỗi giai đoạn, các em sẽ tìm hiểu đặc điểm và sự kiện tiêu biểu của từng giai đoạn. Chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ nhất, giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ 20. Cô lưu ý các bạn là khi các bạn thấy trên slide mà có hình cây viết là các bạn sẽ ghi bài cái phần đó. Và khi xem, các bạn có thể bấm dừng để mà có thể ghi bài được. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ, Latin đã làm gì? Nhân dân các nước thuộc địa Á, Phi, Mỹ, Latin đã đứng lên khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của phát xít và thành lập chính quyền cách mạng. Và đây cũng chính là đặc điểm của giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 60 của thế kỷ 20. Cô mời các em ghi bài. Vậy ở giai đoạn này có những sự kiện tiêu biểu nào? Trong năm 1945, ở khu vực Đông Nam Á có các nước tiêu biểu sau đây thành lập chính quyền cách mạng. Đó là Indonesia ngày 17 tháng 8 năm 1945, là Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, Lào 12 tháng 10 năm 1945. Ở khu vực Nam Á, tiêu biểu có Ấn Độ năm 1946-1950. Còn ở châu Phi, có Ai Cập năm 1952-1953, Algeria 1954-1962. Đặc biệt, trong năm 1960, ở châu Phi có đến 17 nước tuyên bố độc lập. Lịch sử gọi đây là năm châu Phi. Còn ở khu vực Mỹ Latin, ngày 1 tháng 1 năm 1959, cách mạng Cuba thắng lợi. Đây được coi là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latin. Như vậy, cho đến giữa những năm 60 của thế kỷ 20, cụ thể là năm 1967, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân chỉ còn 5,2 triệu km vuông với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu ở miền Nam châu Phi. Như vậy, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta tiếp tục giai đoạn 2, từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Nét nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở giai đoạn này là gì? Đó là nhân dân ba nước Angola, Mozambique và Guinea-Bissau đã khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha và được trao trả độc lập. Guinea-Bissau tháng 9 năm 1974, Mozambique tháng 6 năm 1975 và Angola tháng 11 năm 1975. Và đây cũng là đặc điểm của giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Cô mời các em ghi bài.
Và giai đoạn 2 có những sự kiện tiêu biểu nào? Đó là năm 1974, ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha bị lật đổ. Sự tan rã các thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Cô mời các em ghi bài. Các em tiếp tục tìm hiểu giai đoạn 3, từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, và nó tập trung chủ yếu ở ba nước miền Nam châu Phi, đó là Rhodesia, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. Đây là một cái chế độ mà với các đạo luật hết sức vô lý, bất công đối với người da đen, da màu ở Nam Phi, như là luật về cách ly chủng tộc, luật về sở hữu ruộng đất, xí nghiệp, luật về giấy chứng minh, đó là giống như là cái căn cước công dân của Việt Nam mình, vân vân. Với các cái đạo luật này, người da đen, da màu ở các nước Nam Phi đã bị tước đi mọi quyền công dân và họ phải sinh sống hoàn toàn cách biệt với người da trắng. Về đặc điểm của giai đoạn 3 này là gì? Đó là người da đen ở các nước Nam Phi đã đứng lên đấu tranh vũ trang chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, thành lập chính quyền của người da đen ở Zimbabwe, ở Namibia và ở Cộng hòa Nam Phi. Cô mời các em ghi phần đặc điểm của giai đoạn 3. Vậy giai đoạn giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20 có những sự kiện tiêu biểu nào? Đó là năm 1980, Rhodesia thành lập chính quyền của người da đen, sau đổi tên là Zimbabwe. Là Tây Nam Phi 1990, sau đổi tên là Cộng hòa Namibia. Một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử là ở Cộng hòa Nam Phi năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỷ tồn tại. Như vậy, đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Các em ghi các sự kiện tiêu biểu của giai đoạn 3 này. Lưu ý các em có thể bấm dừng để chúng ta có thể ghi bài cho nó dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiệm vụ của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ Latin là gì? Đó là họ đang đấu tranh kiên trì nhằm củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục đói nghèo, lạc hậu. Thế các em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai của các nước Á, Phi, Mỹ Latin? Chúng ta thấy phong trào diễn ra sôi nổi nè, quyết liệt nè, ở hầu hết các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, từ châu Á, châu Phi đến Mỹ Latin, với hình thức đấu tranh phong phú, trong đó đấu tranh vũ trang là chủ yếu, đã làm tan rã từng mảng rồi dẫn đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Đó là những kiến thức trọng tâm của bài 3. Còn bây giờ là phần hướng dẫn học tập ở nhà. Ở nhà các em sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chép bài vào tập nếu mà mình chưa chép xong. Nhiệm vụ thứ hai là các em đọc, các em ghi tựa và trả lời các câu hỏi của bài 4, phần 1 la mã, phần 2, phần 1 nhỏ, 4 nhỏ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến, chào các em.